Hello các chế, ngủ dậy chưa? Thấy không anh? Cảm ơn rất nhiều. Các chế dậy chưa? Hôm nay thứ bảy có đi đâu không? Cột cái tóc lên thôi. Khổ đời em, bên này đang nắng há mồm. Hôm nay là nắng há mồm luôn á. Chào các chế, trời ơi. Vào nhanh như một cơn gió, hôm nay thứ bảy. Chắc là sẽ có một số các chế là sẽ phải đi làm, một số các chế không phải đi làm đúng không? Chào em. Đợi tí em buộc cái tóc lên. Đi coi nhà nhưng mà bây giờ là hẹn 2 giờ. Hẹn 2 giờ nhưng mà gọi là sao, bây giờ là chưa có tới 2 giờ. Là phải mình đẹp một tí, chết mẹ đây rồi, sao cột sao mà tóc te tua vậy? Hôm nay bộ này đẹp hả? Bộ này đẹp không? Bộ này là cái bộ gen á. Nhìn đẹp lắm đây, đang ngồi giảng hán. Này cái bộ này mua cách đây cũng được lâu lâu rồi. Đó, cái nơ bên này. Sao nơ sao bên dài bên ngắn vậy? Đó, thắt nơ bên này. Tiểu thư không? Bộ này là bộ tiểu thư công chúa đó. Cột cái tóc lên bởi vì tí nữa đi là nóng. Được không? Tí nữa đi là kiểu gì cũng bị nóng cho nên là phải cột tóc lên, sẵn sàng lên chứ không cứ xòe xòa. Là tí nữa là nóng thấy mồ luôn. Da bóng à? Ờ. Trời ơi, dạo này chăm dưỡng da lắm, ngày nào cũng gọi là gọi là sao, ngày nào cũng đắp mặt nạ đó. Cái con bé nào nó vừa bảo mình là cái thằng cu nào nó vừa bảo mình là rảnh không, đúng không? Khóa mõm thần trưởng đó, rảnh hả? Trời ơi, dĩ nhiên là rảnh rồi, rảnh thì mới có thời gian vào đây buôn với các chế chứ, đúng không? Đó, chúng nó cứ chửi em là rảnh quá thì dĩ nhiên là rảnh thì mới vào đây buôn nhé. Bận thì đâu có vào đây buôn được, đúng không? Đó. Trời ơi. Chủ nhật mà bây giờ chủ nhật vợ chồng em còn đang cắm mặt, cắm mũi để đi xem nhà đây. Rảnh gì? Cột cái tóc lên đã, xong rồi em bôi quả kem chống nắng đã các chế. Về Đà Lạt mua nhà cho mát mẻ. Thôi em sợ mua nhà ở Việt Nam lắm. Em sợ mua nhà ở Việt Nam lắm, ở Việt Nam có nhà rồi, không có mua thêm nữa, mua làm gì. Mua rồi mấy nữa Việt Nam với Trung Quốc đánh nhau biết chạy đi đâu. Khóa mõm thần trưởng là phải khóa ngay. Bởi vì sao bây giờ là em không có cãi nhau với tụi nó nữa. Mắc mệt. Thôi để em bôi tí kem chống nắng. Hôm nay là lại đi xem nhà tiếp. Mấy tuần nay ngày nào cũng phải đi, nói chung là mấy tuần nay là lúc nào cũng phải đi xem nhà, nhưng mà vẫn chưa chọn được căn ưng ý. Nhiều khi là mình cũng phải đắn đo, mình mua nhà mua cửa mình phải đắn đo xem là cái chỗ nào nó hợp lý. Ồ, cái này là kem chống nắng em ơi, hôm nay không phải kem dưỡng da gì đâu nha. Mặt mộc như thế chị dùng kem chống nắng. Nhiều có nhiều loại kem chống nắng lắm, mọi người hợp cái loại nào thì mọi người dùng loại đó. Cửa hàng chị cũng có nè, cửa hàng chị cũng có kem chống nắng của Innisfree, dùng cũng thích lắm nè, giá cũng vừa phải nữa. Nói chung đi ra ngoài là bôi tí kem chống nắng thôi chứ cũng không có đánh phấn, đánh son, đánh phấn thôi. À quên, kem chống nắng thôi chứ cũng không có đánh kem nền gì hết. Đó, ở cửa hàng em có cái loại kem chống nắng mà nó dùng được cả make up được luôn đó. Thấy da em căng không? Căng bóng không? Ờ. Trời ơi, các chế tính em như vậy rồi. Em nói các chế nghe, tính em như vậy rồi từ trước giờ. Tính em kiểu bị tưng tửng đó. Tưng tửng như vậy là lâu rồi. Cho nên là không có ngại mấy cái vấn đề thật sự. Em nói các chế nghe. Giờ là em là học tập là gọi là sao? Theo ca sĩ Duy Mạnh đó, khóa mõm thần trưởng chúng nó lại. Sủa nhiều quá khóa lại. Bởi vì sao? Đó, mình không có dỗi hơi, mình đi cãi nhau người ta làm gì. Chăm da vào.
chăm da tốt vào. Không, à chị Mai có bôi kem dưỡng da. Có bôi kem dưỡng da. Mình sáng dậy rửa mặt này, rửa mặt xong bắt đầu bôi nước hoa hồng. Nói chung là cũng lại một bước dưỡng nước hoa hồng này. Xong rồi sao, xong rồi serum, xong rồi kem dưỡng. Sau đó là mình bôi kem chống nắng này. Đó, bôi kem chống nắng lên. Đấy, có cái chổi tán lên cũng được. Mua cái chổi này của Innisfree cũng được này. Đó, chổi này cũng dùng được cả kem chống, tán được cả kem chống nắng này. Đó, bôi kem chống nắng vào, tại vì bên này nắng lắm. Cô giúp việc đang nấu cơm. Cô giúp việc đang nấu cơm, đang bảo là nấu cơm cho Mai để ăn, xong bắt đầu hai vợ chồng đi. Hẹn rồi, hẹn người ta đi xem nhà rồi. Mấy tuần nay là sao? Mấy tuần nay là tuần nào thứ bảy chủ nhật cũng phải đi xem nhà hết. Vẫn chưa lựa được căn ưng ý. Nói chung là cứ chuẩn bị tư thế là sao? Là mất tầm khoảng nửa năm để chọn nhà, để mua nhà. Đó. Nói chung là mua nhà mình không có phải là theo cái kiểu là vập một phát là mình mua luôn. Mua thì mình vẫn phải mua, nhưng mà mình phải có thời gian. Ai mà mua nhà mà cứ kiểu vập một phát mua luôn là thường là một là mình chưa có tìm hiểu kỹ thị trường. Cái thứ hai là thường là mình sẽ bị như kiểu bị mua mình mua trong cái tâm trạng là mình chưa được xem hết. Lần sau mà mình nhìn thấy cái nhà khác là mình thấy tiếc. Đó, cho nên là tránh để cái sự việc đã xảy ra là phải đi xem nhà kỹ càng. Đó. Thì đợt trước em mua nhà Việt Nam cũng vậy thôi, đi xem nhà quá trời xem quá lâu nè. Chị dùng tốn kem chống nắng à? Tiết kiệm làm gì em, trời ơi, phải dùng đủ chứ, dùng đủ độ thì nó mới đẹp được. Đâu rồi cái kẻ chân mày của tôi đâu rồi? Các chế đợi em tí. Lâu lắm rồi không có làm video buôn với lại các chế, cho nên hôm nay là ui chết mẹ em rồi. Hôm nay là buôn với các chế, gương của tôi đâu rồi? Đây nè, cái đó. Em không có make up đâu, em chỉ có kẻ cái tí, có khi là chỉ có chút tí mascara thôi, cũng chẳng kẻ chân mày nó làm biếng quá. Tại vì sao? Tại vì bôi kem chống nắng rồi cho nên lười á. Có khi chỉ chút tí mascara thôi, xong tí không, nếu không thì đeo luôn cái kính này là được. Đó, hôm nay xài luôn kính mới. Kính mới mua từ hôm qua, hôm nay phải xài luôn các chế. Đó, còn đợi chờ gì nữa. Đó. Đẹp không? Kính này mới mua hôm qua đó, lại các chế thấy không? Nhiều khi là đó. Thôi khỏi make up đi, bôi tí son, đeo quả kính vào là được rồi. Kính kiếc đeo vào là được rồi. Đấy, các chế thấy không? Em không có làm gì mà cũng chờ quá trời chửi kìa. Đó, ngực lép hả? Trời ơi, nè, đã lâu lắm rồi là không. Lâu lắm rồi là em không có sinh sự với lại mấy cái anh đẹp trai nha. Đó, mấy cái cô hồn các đảng. Để em trước tiên là em phải bờ khóa mõm thần trưởng nó lại đã. Để em khóa cái mõm thần trưởng nó lại. Cái thứ hai là em nói các chế nghe này. Thật sự đó là nhiều thằng nó vô duyên. Các chế thấy không? Đến cái câu nói mà cũng chứng tỏ ra rằng là quá vô duyên. Đó, tự nhiên chê người ta, tự nhiên vào đây chê đàn bà con gái là sao? Gọi là ngực lép. Trời ơi, lép hay không mẹ chồng tôi dùng, đúng không? Chồng tôi, chỉ có chồng tôi mới được gọi là sờ mó. Xong rồi hả, có làm gì thì làm, đúng không? Lép hay không chồng tôi chịu, chứ đâu có liên quan gì đến các anh đâu mà tự nhiên vào đây hả chửi người ta ngực mực lép. Đấy, các chế thấy không? Nhiều thằng đàn ông là nó vô duyên lắm. Tại sao? Thật sự là em nói thật các chế là không được đặt những cái người đấy vào cái giới tính thứ ba. Mà nhiều người cứ hay chửi là mẹ cái thằng này như cái thằng đàn bà. Là em không có chửi như vậy. Không có đặt nó được vào cái giới tính nào hết. Bởi vì sao? Ngực lép thì kệ mẹ tao, đúng không? Liên quan gì đến mày, tự nhiên vào đây mày chê người ta ngực lép với lại vú lép thì mình về mày tìm con nào vú to mà mày yêu. Trời ơi, này ngực lép này mà cũng được nhiều anh cầu hôn ra phết. Đó, ngực lép thế này mà cũng được nhiều anh cầu hôn ra phết đấy, đừng tưởng nha. Trời ơi, đó, cũng nhiều anh mua nhẫn kim cương 100 triệu tặng đó. Như hôm qua nó nói chuyện các chế đó. Đó, xong rồi dây chuyền dây chiếc cũng được tặng là chuyện bình thường. Đó, mình lép thì đâu có sợ gì đâu. Đó, chỉ sợ gọi là đã xấu người rồi lại còn vô duyên nữa. Đó, nhưng mà mình cũng được cái nói chuyện có duyên. Đó, không có cần phải xinh lắm. Đó, đúng không? Suốt ngày đi soi vú với lại soi đít đàn bà.
khổ thân. Đây đợi em một tí, kiếm cái thỏi son bôi, kiếm cái thỏi son bôi, bôi màu cam mà đẹp không, bôi màu cam đi, lâu lắm không bôi màu cam, bôi màu cam này đi. Đợi em tí, mấy lần mà các chế cứ bảo là mai đi cơ, không có bị tuột em ơi, không có bị tuột, tại vì cái kính nó là nó nhẹ lắm. Đợi chị xíu ha, đợi chị xíu, chị đánh cái quả son lên đã. Không thôi hôm nay không make up nữa, chỉ đánh tí kem nắng ấy, kem chống nắng ấy lại bôi son lên thôi. Đó, bôi màu cam cam này lên. Đó, không thì đây có cái kính cũ này này, kính cũ này này vẫn được dai khác cầu hôn á, cầu hôn ngày trước thôi, ngày trước chưa cưới anh An cũng được ít nhất là em được nhận 3 lời cầu hôn trước khi cái lời cầu hôn của anh An. Đó, kể các chế nghe, tình trường của em anh An cũng gọi là phải chấp nhận, bởi vì biết được rằng là em có nhiều người cầu hôn là cũng phải chấp nhận thôi. Đó, dính cả vào răng này này. Đó, đây kính cũ hôm qua được sửa đây, kính này của Prada đẹp hơn không? Này kính này em thích lắm đây này, cái này là mua được 2 năm rồi mà bây giờ đến bây giờ dùng vẫn thích. Hôm vừa rồi đấy, hôm qua nói chuyện các chế là nó bị cái lẫy này này nó bị vỡ, tại vì cũ rồi nó bị vỡ, đến bây giờ đeo xong rồi hôm qua các cô mới tặng cho cái các cô sửa lại cho hai cái này là gọi là cái gì, cái gọng áo, cái gì gọi là cái em không biết nó gọi là gì này, ở cái phần này này. Đó, đẹp không, cái kính rất là đẹp mà em đeo lâu lắm rồi lâu lắm rồi nhưng vẫn đẹp, công nhận không, vẫn đẹp đúng không, rất là lâu rồi. Cái kính này là đeo hơn hai năm rồi đó, của Prada, rất là đẹp, đến bây giờ vẫn cảm thấy là đeo và vẫn đẹp, vẫn sang, nhìn rất là sang không. Đó, cái này của Prada, nhưng mà thôi mình là bị mắc cái bệnh gọi là hãm chuối. Mình bị mắc cái bệnh hãm chuối. Các bác chế có biết hãm chuối là sao không? Là mặc dù là đồ cũ đẹp, cũ người mới ta. À quên rồi, đúng rồi, cũ người mới ta. Đồ cũ vẫn là đẹp nhưng mà vẫn phải thích chơi hàng mới, bởi vì hàng mới thì chưa được đeo bao giờ. Đó, cái này nhìn già hơn, nhìn nó trung tuổi hơn. Đó, nhưng mà em rất thích cái gọng này. Đó, nó trung tuổi hơn, nhìn cái này là nó trung tuổi hơn rồi. Cũng đẹp, này là nó che hết cái phần này. Đó, nếu mà đi gọi là sao, đi biển á, đi biển là những cái kính này rất là đẹp. Đúng rồi, kính cũ nhìn đẹp hơn, sang hơn, nhưng mà thôi mình thích Gucci. Đó, hôm qua quất được quả kính này với một cái quả kính của vợ sạc nữa, cho nên là mình phải quất ngay, đeo ngay. Đây có cái loại, cũng có một cái kính này này, cũng có một kính vợ sạc đây, nhưng mà cái kính vợ sạc này là con kính cũ rồi, cái kính mới cái đang để ở trên gác. Cái này thì khó đeo lắm, cái vỏ sạc này khó đeo lắm. Đây này, cái này á, các chế biết đeo với cái gì không? Cái này phải ăn mặc thật là sexy, thật là chất thì mới đeo được. Cái vỏ sạc này em rất là thích cái logo, xong rồi cái ấy đây này, cái bên phía bên này rất đẹp. Nhưng nói thật với các chế là cái kính này á, không đeo được với cái áo này, vì cái áo này đúng kiểu bánh bèo vô dụng, hiểu không? Mà đeo cái này vào trông nhìn có phải là bố láo ăn cắp không? Đó, cái kính này đúng kiểu bố láo ăn cắp. Mà bố láo ăn cắp này một chỉ có mặc những cái bikini, hoặc là mình đi biển thì mặc bikini, hoặc là mặc những cái nào kiểu hở mông hở đít ấy, thì được. Chứ còn nếu mà bình thường cái này đeo này nhìn nó hơi quá, nhìn nó hơi làm quá, hiểu không? Đó, cho nên không có đeo được cái kính này. Kính này cũng của hãng vờ sạc này, em cũng thích vờ sạc, cũng có nhiều cái đẹp. Đó, cho nên là không có đeo được những cái kiểu như này. Em cũng mê kính lắm, cũng mê kính lắm. Cái hộp này cũng đẹp, nhưng bây giờ đang không biết là tẩy như nào. Hôm vừa rồi mang đi học thế là bắt đầu là ngồi kiểu ngủ gật đó, vẽ mẽ cả vào trong hộp rồi. Hôm nay đeo kính mới đi các chế. Đó, lâu xài hàng mới. Mặc dù là hàng cũ đẹp hơn thật, thật sự là em rất thích cái kính này. Nói thật với các chế nghe là mặc dù nó cũ lắm rồi, nhưng mà nó chất lượng thì nó vẫn rất là đẹp.
nó vẫn là rất là tốt. Chẳng qua là vì các chế biết không, em quăng quật ở Việt Nam, bởi vì là em quăng quật ở Việt Nam là nó có cái hộp của nó, là hộp em vứt ở Việt Nam rồi, em nó có cái hộp, nhưng mà em là nói chung là khi mà đeo đó là cho mẹ vào trong cái cốp xe máy. Ngày xưa ở Việt Nam đó làm gì có ô tô mà đi, cho vào xe máy đi, bỏ vào cốp xe máy quăng quật đi, gọi là đi, người ta kính đắt tiền đúng không? Kính này là đấy mua là cũng tính ra là 8 triệu hay là 10 triệu gì đấy này, em không nhớ rõ lắm, mình vừa mua lâu rồi, hơn 2 năm. 8 triệu hay 10 triệu để mà em nói cơ chế nghe là em đeo xong bắt đầu em vứt vào trong cốp xe máy. Nói chung là tính em là gọi là dùng kiểu dùng hàng mà không có biết sót á. Vứt vào trong cốp xe máy, nó nhiều khi nó nóng, xong rồi xe máy thì em đi xe máy em còn có cả áo mưa nữa, thủ cả áo mưa nữa, cho nên là áo mưa rồi kính các thứ em nhồi xuống dưới này này, thế mà nó vẫn còn giữ nguyên cái form của nó vẫn đẹp, mặc dù là nó bị xước rất là nhiều, xước nhiều lắm, tại vì em cứ quăng quật nhồi luôn cả vào áo mưa các thứ, kính nát tiền vứt vào này, xong mang sang đây thì nó đỡ hơn, bởi vì là sang đây thì mình đi xe rồi, đi xe ô tô rồi thì là mình có chỗ mình để, còn ở Việt Nam có đâu, còn làm gì có tiền, lúc đó làm gì có tiền mua xe ô tô, không có tiền mua xe ô tô nhưng vẫn ăn chơi sành điệu, phải không? Đủ đợn, mua kính cắt tiền đeo xong bắt đầu vứt mẹ vào trong cốp xe máy ấy. Nhưng mà bây giờ là hết rồi, giờ biết tiết kiệm hơn rồi, phải không? Đẹp không? Thật sự rất là đẹp. Không nói đưa với các chế là cái kính này em đeo là hợp cái mặt em nhất, nhìn rất là sang, công nhận không? Dùng tẩy sơn móng tay à? Được không em? Được hả? Đâu chị Mai thử nha, cảm ơn em. Rồi đợi chị Mai tí, chị Mai thử xem mà có được không? Đợi tí cô giúp việc nấu cơm xong rồi này, chén nhanh lên để còn chim cút bánh bèo. Đó, có quả tẩy sơn móng tay đây. Đợi tí chế Mai thử. Này, nếu mà nó không có được là tôi ăn vạ bà đó nha, bà biết không? Biết sao không? Bởi vì cái này nó là da, nó bằng da, cho nên là không biết là có da hay không. Cái hộp của nó làm bằng da mà, có được đâu hả má kia? Suy dại không à? Đâu có da đâu. Tôi tự nhiên chỉ người ta kỳ cục vậy. Chấm nhẹ thôi á, nó đâu có da đâu. Cái này bằng da rồi, không ăn thua rồi, nó vẫn bị còn cái vết mực bút bi này. Nhìn thấy không? Chắc là các chế chả nhìn thấy gì đâu, tối om om này nhìn thấy quái nào được. Nhẹ à, không. Cô giúp việc hôm trước có mua cái tẩy tẩy túi da, tại vì em có túi da cho nên là em thế thì để bảo cô giúp việc tẩy. Ngu quá, bà kia xui mình ngu quá. Nhà em có cái chuyên tẩy đồ da ấy, túi da rồi ba cái đồ bằng da ấy. Lần á? Do you still have the one of the cream for cleaning the leather? The one? Yeah. Yeah, you help me to clean this one, please. Yeah, I try to clean it, but it's not coming out. Yeah, thanks, Lena. Họ không cần, nhà em có cái đồ ấy rồi, có cái đồ tẩy tẩy bằng da rồi, tẩy cho chuyên dụng, đồ chuyên dụng tẩy da. Ngu rồi, thôi chết mẹ tôi rồi. Thôi. Trời ơi, má kia này, tôi nói cho má nghe, má xui dại tôi vãi lều. Chết mẹ tôi rồi. Cái đồ này bằng da mà cho cái đồ tẩy cái vào, nó bị da nó bị chớt ra rồi. Bà này thù hằn gì tôi? Sao xui tôi vậy? Hỏng má nó rồi. Hỏng cha nó rồi còn đâu. Cho má ơi. Cái đồ da này đâu có phải là như kiểu đồ da đều mà bóng bóng như ở ngoài chợ mà mang ba cái đồ tẩy tẩy được đâu. Không được rồi, nó bị chất da ra rồi đây này, nhìn thấy chưa, nhìn thấy nó chất chưa, bây giờ sờ vào nó dính dính như này. Thù hằn gì nhau, ghét bỏ gì nhau vậy, ghét bỏ gì nhau, lý do tại sao lại làm điều đấy, sao xui người ta ngu dữ vậy. Mà mình cũng ngu bảo mẹ đi được, cái tự nhiên người ta xui mình cũng nghe vậy. Trời ơi, em nói tiếng Anh mà anh nói em là em nói tiếng Malai thì em cũng đến ạ anh.
anh ăn gì em cúng. Anh ăn gì em cúng, em nói tiếng Anh mà từ tiếng Anh anh chuyển sang tiếng Malai thì đến là anh mời anh ngồi lên ban thờ. Ngồi lên ban thờ để em cúng anh hai cúng. Hỏng mẹ nó thôi, bắt đền. Hôm nay mặc cái bộ đồ này để em kết hợp với quả túi của em. Đợi các chế, đợi em tí. Đợi em tí. Ở nhà là đúng như con ăn xin, nhưng đi ra ngoài đường là phải lồng lộn. Túi này của em đẹp không? Túi này chỉ mặc được với đồ trắng với đồ đen thôi. Đó. Đẹp không? Tí mình phải lên đồ, mình phải mặc quả đi quả guốc nữa. Cái túi này rất là đẹp nhưng mà rất là khó mặc đồ. Cái này thì chỉ đi với đồ trắng, nghĩa là mình mặc cả một cái cây trắng hoặc mình mặc cả một cái cây đen thì đeo cái túi này cực kỳ hợp các chế. Rất đẹp nhưng mà rất là khó lựa đồ. Đó, sang chảnh cho các má. Được không? Đẹp không? Đó. Hỏng của tôi rồi, tự nhiên xui tôi là kêu tôi là tự nhiên mang cái đồ tẩy móng tay để đi tẩy đồ da của tôi. Ngu quá. Mình cũng bị ngu. Nói chung là tiên trách kỷ, chậu hậu trách nhân, mình cũng ngu quá. Má này là chắc hận thù gì tôi đây. Hận thù gì mình đây. Đó, cho quả kính vào đây. Chim cút. Đợi ăn cơm đã. Lồng lộn không? Đó. Xong, cho vào đây. Đấy, cho vào đây, chứ mẹ đây rồi. Cho vào đây, nhưng mà lưu ý là khi đi ra ngoài là không mang tiền nha. Đi ra ngoài là không được mang tiền, bởi vì sao? Bởi vì là mang tiền là không ăn thua. Đó là rồi, cái lọ kem chống nắng nữa. Đó, kem chống nắng cho vô đây. Ok, son đâu? Đó, son cho vô đây. Son màu cam cho vô đây. Chấm hết. Đấy, đi ra đường chỉ như thế này thôi. Ôi chết mẹ ơi. Không mang tiền. Bởi vì sao? Đi với chồng là không phải mang tiền. Đó. Túi rất là đẹp. Túi này chỉ mặc được với lại váy trắng với lại với, nói chung là mặc được với lại một bộ màu trắng hoặc là một bộ màu đen thì đẹp. Cái đầm này hả? Cái đầm này là cái đầm như kiểu hãng của gọi là bên Hàn Quốc á, là người ta thiết kế đầm, thiết kế đó, mua bên Hàn Quốc. Ở bên đây nó có cái shop, bên này nó có cái shop như kiểu thiết kế đầm, thiết kế đó, mà nó như kiểu là chuyên gọi là đồ của Hàn Quốc ấy. Thế em mua cái bộ này. Mua cái bộ này cũng lâu lâu rồi. Đó. Hôm trước mình tẩy acetone đồ da nó cũng mất mẹ, độ bóng của da lại còn trắng lên nữa. Đúng rồi. Ngu. Chế nào vừa mới xui em là xin là chế đấy là tự vả vào mồm nhá. Tự nhiên xui ngu. Sớt xước hết cả da ra rồi. Ngu quá. Tại vì mua cái đấy là cũng để tẩy cái túi này này. Cái túi này cũng phải tẩy bằng cái túi đấy, cái túi này cũng phải tẩy bằng như kiểu cái nếu mà bị bẩn ấy thì cũng phải mua, nhà em mua cái kem tẩy dành cho túi da ấy. Cái này cũng phải tẩy bằng cái đấy. Chứ cái này mà không tẩy bằng cái đấy thì teo ngay. Bởi vì cái này nó là gọi là da gì nhỉ? Da gì quên mất rồi. Da bò à? Hay là da con bê gì đấy, da bê thì phải. Em không nhớ rõ lắm. Cái hôm ấy cái thằng nó bán cho cái túi này bắt đầu nó có tư vấn nhưng mà xong quên mất rồi. Bảo chế chấm nhẹ mà chế lo mạnh thế thì còn gì là da nữa. Chấm nhẹ cũng không ăn thua em ạ. Nói chung là không ăn thua rồi. Đó. Da voi cái gì mà da voi? Túi này là túi LV. Túi LV này làm gì có da voi hả má? Thường á, các loại túi ví dụ như là LV, Hermes hay là Gucci, thông thường nó sẽ có vài cái loại da thôi. Nếu mình đi mua túi hàng hiệu á, nó có vài cái loại da thôi. Thường là sẽ là làm từ túi từ bằng da bò hoặc da bê hoặc là da cừu thì nó sẽ mềm hơn. Những cái loại túi mà nó cần cái độ mềm, cái độ dẻo á thì nó sẽ dùng cái da cừu, hiểu không? Đó. Còn cái da con gì nữa ta? Da rắn cũng có, da kỳ đà cũng có, nhưng mà không có da voi nha má. Má ở đâu ra da voi? Da voi về Việt Nam mua.
túi hàng hiệu không không có ai làm da voi hết má, giết da voi chắc người ta đúng rồi, da cá sấu, da rắn, da kỳ đà, da cá sấu, da bò. Đó. Rồi da cừu. Da thằn lằn à? Không biết da thằn lằn có không, hình như là có hay sao đó. Mai không, không em không có rõ lắm vì đi mua thì cũng chỉ hỏi thôi. Da dê đúng rồi. Đó. Cho nên là không có da voi nha má. Trời ơi má ơi, một con voi làm biết được bao nhiêu cái túi. Dày như tổ bố là ngăn mày sao mà làm được. Đi ăn cơm. Đây đây các má đợi em tí. Anh An ơi, ơ kính của em đâu rồi? Kính của em để trong túi đây rồi. Già người. Già người. Tào lao mới lao. Có da lợn không à? Không em ơi. Trời ơi. Ai người ta làm từ da lợn hả má? Ai ôi. Mà đau 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 đau. Từ từ. À. Lợn gà gì ở đây? Làm gì có da lợn? Vớ vẩn. Vớ vẩn. Không có da lợn. Em xinh quá. Xin cảm ơn anh. Anh khen tiếp đi. Anh khen tiếp đi để em gọi chồng em vào. Để chồng em bảo em là u có người khen em này. Ôi chết mẹ rồi, chưa kẹp lông mi, chưa chuốt mascara. Anh ơi. Anh ơi. Ông xã ơi. Ông xã ơi. Nhờ giúp em đi. Anh giúp em đi. Bring me the Eyelash curl. Okay. No, curl eyelash and then mascara. Up there. The YSL mascara? Whatever, just mascara. Okay. You know what it is? I'll find it. Here! Oh, here? On the table. I sat upstairs. Anh ơi! Uh-huh. Have somebody say, em đẹp quá! Anh? Only one person? That's a man. Ooh. Em đẹp quá em ơi! Not eyeshadow, I call my eyelashes. Em bảo anh An là mang cho em cái kẹp mi, anh An mang cho em cái đồ gọi là cái gì? Mắt đánh mắt á. Bảng màu mắt, mình bảo người bảo người ta bảo là mang kẹp mi thì ấy. This one. This one. Okay, I do it myself. Xong rồi em mang phấn cho mình. Chịu à? Curl, ok. Thôi để em. No, curl eyelashes. Do you know what eyelashes? I know, but you also said foundation. So no, I don't say foundation. I say mascara and then curl eyelash. Okay, I curl my eyelashes and then I apply the mascara. Okay. Yes, okay, thank you. You're okay. And then mascara. Cảm ơn ông xã. Em bảo anh An là anh An ơi, vừa mới có một anh con trai khen là em ơi, em đẹp quá. Thế là anh An bảo là ui, có mỗi một người khen thôi á. Mascara. Ôi dồi, mascara mà. Cứ đưa cho mình hộp phấn này. Cứ mascara mà ông cứ tưởng hộp phấn, chết tôi mất rồi. Anh An bảo chỉ có một người bảo là em đẹp quá thôi, không ăn thua rồi. Anh An dễ xài à? Ô chứ rồi chưa đeo hoa tai. Thôi tí nữa đeo hoa tai. À mà thôi khỏi đeo hoa tai đi. Bởi vì sao? Bởi vì váy đã diêm rúa rồi, chính xác. Xin cảm ơn má. Đây ông còn đang lò mò trên đây này. Nhìn thấy chưa? Tìm thấy chưa? Thì có đấy. Mascara. Mascara, ok, nói tiếng Việt luôn đi. Tiếng Anh không hiểu, nói tiếng Việt luôn đi. It's a long one. I know, I'm looking for it. I can't see. Oh, I have it here. Wait. Are you tricking me? Oh, no, I don't have it here. Yeah, I do have it here. Okay. Mascara ở đây, bắt chồng đi tìm ở trên đấy. Chồng em bảo, không tìm thấy em ạ. Chồng bảo, không tìm thấy mascara đâu. Thôi, khỏi phải vẽ mắt luôn.
Nhờ tìm mascara, ông cứ mang phấn mắt với lại phấn phấn gì cơ. À có cơm, hôm nay có cơm. Cơm của em hôm nay cô giúp việc nấu cái gì đây? Có món thịt gà. Nỗi kinh hoàng của em đây, kinh hoàng không? Cô rang thịt gà nó thật các chị nghe. Thật sự ạ, đây nhìn cái tô thịt gà của em này. Nhiều khi là cái hôm vừa rồi nhà em sang, hôm vừa rồi gia đình em sang chơi thì bắt đầu là mọi người, em mới bảo mọi người là nhờ mọi người mang đồ ăn sang. Mọi người bảo mày sống ở bên này mà cứ như kiểu mày đi tù ấy, mày cảm giác như kiểu mày không được ăn ấy. Có được ăn cái gì đâu. Đó, xong rau luộc, hòng cơm, hết. Anh An, anh An, đúng rồi. Ui dồi, em chuyên, nói chung là em chuyên nhờ vả anh An. Không phải vậy đâu em, trời nhiều ông ở, nhiều anh ở Việt Nam cũng dễ thương mà. Trừ những anh mà hay bảo em là vú nhỏ. Mà có mấy anh chê là vú em nhỏ. Trừ những anh đó ra, còn lại những anh ở Việt Nam rất dễ thương. Trừ những anh nào chê vú em nhỏ này là các anh không dễ thương, cho nên là em phải gọi là khóa mõm thần trưởng các anh lại. Dám chê mình vú nhỏ. Cái màu son này là màu cam em ơi. Son này son Louboutin. Màu cam. Chuốt quả mi lên đã, đợi các chế đợi em. Xong bắt đầu em mới ăn được, ăn cơm rồi. Anh An say you're, are you tricking me? Tricking all the time. Đấy, chuốt xong là bắt đầu là mắt lồng lộ lên ngay các chế. Em nói các chế nghe, nhiều khi là ở nhà nhìn ngu ngu bẩn bẩn, trông như con ô xin đấy thôi, chứ mà đi ra đường là cũng phải đẹp gái chứ bộ, đúng không? Mà đây là không có make up gì đâu nha. Đây là chỉ có đánh tí kem nền đó, xong chuốt tí mascara thôi. Đó. Thôi vậy thôi. Không phải sắm môi má ơi. Đây là đánh son. Đây son này. Đây son đây. Nhìn thấy son chưa? Vặn cái son này lên. Chu cái mỏ ra. Đó. Mà thôi đánh vừa phải thôi, đánh đậm quá nhìn cũng ghê. Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi cái này cất đi. Mình để đây, mình kêu chồng mình đi tìm. Đó. Chén thôi, chén thôi. Sorry các chế, để em ăn cơm. Chị livestream anh An nói gì? Trời. Nói gì đâu? Anh An dễ thương mà. Anh An dễ thương lắm. Ông xã em dễ thương lắm. Anh An dạo này nói biết nói tiếng Việt nhiều lắm. Dạo này biết nói tiếng Việt nhiều lắm. Dạo này còn trình độ nói tiếng Việt gọi là rất là siêu. Bởi vì em dạy anh An nhiều cái từ tiếng Việt. Cái này em tâm sự các chế nghe trước khi em ăn cơm. Là em, ôi chết mẹ rồi, đẩy chân vô duyên quá. Là em nói các chế nghe là có nhiều chế ấy, là em nói thật là lấy cũng như kiểu là Việt Kiều, lấy chồng người nước ngoài, lấy chồng Tây ấy, Việt Kiều. Em thấy là không phải mình ghen tị gì đâu, tính em là thật sự là tính em không có ghen tị. Nói chung là em tới cái thời điểm này em nghĩ rằng là em gặp may mắn trong cái cuộc sống của em gặp chồng em yêu thương em, rồi cái cuộc sống của em nói chung là nó nhẹ nhàng và nó cũng gặp nhiều may mắn. Là thật sự là em nghĩ là vì em không có ghen tị với người khác. Thật tính em không có ghen tị với người khác. Chưa bao giờ một giây phút nào em ghen tị với người khác, mặc dù em sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo. Nhưng mà em chưa bao giờ em ghen tị với người khác, bởi vì em nghĩ thật sự em nghĩ rằng là dù người ta có may mắn hay không may mắn, hay là người ta giỏi giang hay không giỏi giang, thì cũng là cái bản thân người ta phải tự đã vận động thì người ta mới có được những cái điều đấy, cho nên em không bao giờ em ghen tị. Nhưng mà em cũng thỉnh thoảng cũng follow những Facebook người này người kia, mình cũng xem thôi, mình cũng xem thôi, chứ tâm mình là mình không có ghen tị. Bởi vì sao? Vì mình biết được người ta đạt được cái gì đó cũng là vì người ta cố gắng. Đó, cho nên là mình ngoài nhìn thấy người ta như vậy mình phải cố gắng hơn. Nhưng mà em cũng ngoài cái đấy ra em cũng thấy có nhiều chế trên Facebook, em nói thật là cũng lấy chồng Tây, xong rồi cũng gọi là mang tiếng là Việt Kiều. Thật sự em chưa bao giờ em tự nhận mình là Việt Kiều, bởi vì sao? Em chỉ nghĩ rằng là cái từ Việt Kiều nghe nó, nói chung là nó cũng kiểu mọi người cứ bảo là ôi phải nói thế cho nó sang chảnh. Nhưng em nói thật với các chế như này này, sang chảnh hay không thì em chưa biết. Nhưng mà bản thân mình là người Việt Nam, thật sự em thấy rất nhiều chế lấy chồng Tây, thậm chí là đến bản thân các chế cũng không nói tiếng Việt, cũng không muốn dạy chồng mình tiếng Việt, bởi vì lúc nào cũng nghĩ rằng là phải như kiểu là
giấu giếm chồng, hoặc là mình tự nhiên mình dạy mình chồng mình tiếng Việt thì mình không được chửi chồng mình, hoặc mình không có được nói xấu chồng mình, hoặc mình mất cái tự do của mình đi, thì em cảm thấy là kiểu mình không có ghét người ta, mình không có kỳ thị, hoặc là mình không có gọi là mình gọi là sao gọi là gato đâu. Nhưng mà thật sự em nói, em cũng lấy chồng Tây đó, nếu mà thật sự mà muốn nói thì em cũng nói thật là em cũng là lấy chồng Tây, em cũng là Việt Kiều, nhưng chưa bao giờ em có cái suy nghĩ là a mình là ôi mình là Việt Kiều, hoặc là ôi mình là lấy chồng Tây cho nên là mình phải sang chảnh, lúc nào mình cũng phải gọi là nói chuyện với mọi người là mình cũng phải là ra vẻ ta đây thế này thế kia, rồi xong bắt đầu rồi là không có được cho chồng mình biết nói tiếng Việt. Đối với em á, thật sự chồng em lấy em đã phải học tiếng Anh để em, tức là trước lúc đấy là em chưa có ý định lấy chồng Tây, chưa bao giờ ý định lấy chồng Tây, học tiếng Anh chỉ vì mình thích thôi. Nhưng mà mình có cảm giác là khi người ta yêu mình thì người ta cũng phải yêu cái đất nước của mình, yêu cái văn hóa của mình. Cho nên anh An á, bây giờ học rất là nhiều cách, gọi là tìm đủ mọi cách để anh An ăn cái món Việt Nam. Ngoài ăn món Việt Nam ra phải học tiếng Việt Nam, bởi vì em nghĩ rằng là em phải học tiếng Anh bỏ mẹ đi được ấy, học chảy cả đít ra. Học chảy cả đít ra để nói được tiếng Anh với chồng mình thì chồng mình cũng phải tức là thể hiện cho mình thấy rằng là anh ấy cũng yêu mình, mà ngoài cái yêu mình ra không chỉ có nói bằng mồm, phải bằng hành động nữa. Yêu mình, yêu cả cái đất nước của mình, yêu đất nước Việt Nam, yêu luôn cả gia đình của mình, mà muốn chồng mình nói chuyện được với gia đình của mình, đúng không? Đây là một cái sự thể hiện tôn trọng rất là bình thường thôi. Ví dụ như ông bà em, bố mẹ em quá già rồi, làm sao mọi người có thể giao tiếp với anh An được? Mọi người không có siêu như thanh niên chúng mình có thể, như em là có thể học được, hoặc là em gái em hoặc mọi người xung quanh có thể học được tiếng Anh. Nhưng mà ông bà em đâu có học được tiếng Anh, mà anh An muốn thể hiện cái sự tôn trọng đấy thì anh An phải học nói tiếng Việt. Anh An phải học nói tiếng Việt để mà nói chuyện với gia đình em. Muốn biết, muốn tìm hiểu về con người của em thì phải học tiếng Việt thôi. Đó. Cho nên là em không có phải là em chê trách những cái chị nào mà suốt ngày thể hiện là Việt Kiều xong rồi thế này thế kia đâu, nhưng đây là cái ý kiến cá nhân của em thôi. Mình là người Việt Nam, mình muốn chồng mình tôn trọng mình muốn chồng mình hiểu về cái văn hóa của mình, muốn chồng mình thể hiện là chồng mình yêu mình, thì chồng mình phải học cái ngôn ngữ của mình, nói bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Sau này em có con cũng vậy. Sau này nếu mà em cũng đang dự tính rồi, năm sau, nói chung là cũng tính là cuối năm sau là bắt đầu dục dịch, là bắt đầu là có bầu. Vợ chồng em là phải lên kế hoạch, muốn có bầu là em cũng phải đi học một cái lớp gọi là tìm hiểu về gọi là làm mẹ rồi thế này thế kia. Sau đó khi mình chuẩn bị cái tâm lý là sẵn sàng để mình có bầu rồi thì bắt đầu mình mới có bầu. Thì sau này em có con cũng vậy, em cũng phải bắt con em nói tiếng Việt. Bởi vì sao? Em là người Việt Nam, em người Việt Nam, Việt Kiều hay Việt gì cũng thế, vẫn là có cái từ Việt Nam đúng không? Việt Kiều vẫn là Việt Nam thôi, cho nên là đừng có mở mồm ra một cái là trời ơi tôi sang chảnh lắm, tôi là Việt Kiều, chồng tôi là Tây, cho nên là chúng tôi chỉ nói tiếng Anh thôi. Không, em không chơi cái trò đấy. Ông lấy tôi không cần biết là ông là cái nước mẹ nào, nhưng mà tôi là người Việt Nam, ông phải học tiếng Việt Nam, bởi vì tôi là người Việt Nam, tôi phải học tiếng Anh, tôi nói chuyện với ông. Thì ngược lại, ông cũng phải học tiếng Anh, ông cũng phải học tiếng Việt để ông nói chuyện với tôi. Buồn buồn tôi nói tiếng Anh, vui vui ông phải nói tiếng Việt với tôi. Sau này có con cũng thế, con của em cũng phải biết nói tiếng Việt. Nói nhiều nói ít không quan trọng. Thật sự nói nhiều nói ít không quan trọng, nhưng phải biết nói tiếng Việt. Về đến Việt Nam là phải nói chuyện với mọi người bằng tiếng Việt. Chứ còn lơ cái kiểu mà con của Việt Kiều đó, con của vợ là người Việt Nam, chồng là Tây, xong đẻ đứa con ra không biết nói tiếng Việt, em thấy nhục lắm. Thật, cái này em nói thật các chị anh nghe, em cảm thấy nhục lắm. Bởi vì sao? Mình không dạy được con mình. Nói nhiều nói ít thì như ở người ta, trẻ con ở Việt Nam nói được 10 câu thì con mình cũng phải nói được 2 câu, chứ không phải không biết gì, về toàn nói tiếng Anh xong rồi chả biết cái mẹ gì. Người ta chào ông bà bố mẹ, chào cháu cũng có biết gì đâu, chơi toàn tiếng Anh. Không, em không có thế. Em một cái người đàn bà rất là truyền thống, cơm đồ cái thứ bên này em cũng chỉ ăn đồ Việt Nam thôi. Đó, không cần, mình không cần bắt ép người ta phải nói 100%, bởi vì thật sự là khó. Có một cái đứa con lai mà sinh, nhất là con lai lại sinh sống ở nước ngoài. Nếu mà con lai sinh sống ở Việt Nam thì dễ, chứ con lai mà sinh sống ở nước ngoài mà bắt nó nói tiếng Việt giỏi 100% thì không có, khó lắm. Bởi vì bạn bè của nó toàn nói tiếng Anh, rồi cô giáo nói tiếng Anh, môi trường khác nói tiếng Anh, đi ra ngoài nói tiếng Anh, mà bắt con mình nói tiếng Việt 100% thì khó lắm. Nhưng mà ít nhất cũng những cái câu giao tiếp hoặc là mình hiểu được một ít gì đó thì là mình cũng phải bắt con mình để con mình nói được tiếng Việt. Tính em là vậy, quan điểm rất rõ ràng. Đó, cho dù là con mình hay là chồng mình cũng đều phải học tiếng Việt. Đó, cho nên là con mình càng phải học tiếng Việt và càng biết phải làm sao gọi là ăn nước mắm hoặc là ăn mắm tôm.
em sẽ tập cho con của em ăn nước mắm và ăn mắm tôm. Đó, cũng như người Việt Nam mình thôi, đâu gì đâu. Ở nhà em đi ăn cơm đã. Em ăn cơm đã, xong rồi lát nữa mà em có đi coi nhà đó. À, nếu mà cái wifi, cái 3G nó mà khỏe thì em sẽ livestream buôn các chế sau nha. Ok, này là không có phải là ghét những cái chế nào mà không con cái không biết nói tiếng Việt đâu, mà cái quan điểm của em rất rõ ràng là như vậy. Quan điểm của em rất rõ ràng và mình cực kỳ gọi là đi theo cái quan điểm của mình, cực kỳ gọi là phát xít. Ok nha, bye bye các chế, chúc các chế có một buổi trưa vui vẻ. Lát nữa rảnh em sẽ livestream buôn các chế sau nha.